năm 1979. Lúc đó đó, Dấu Thiên Tâm ra đời từ thời đó. Cũng là Trung Cộng bắt đầu khai quả. Thời đó là Đặng Tiểu Bình ha. Rồi tới thời nay 2022 bắt đầu vào mùa thu. Bắt đầu vào mùa thu, cũng mùa thu có nghe mùa thu. Mùa thu gây chiến. Thì cũng là Trung Cộng nhưng mà lại là Tập Cận Bình. Cũng đang khai chiến. Thì hôm nay cái clip này thì chỉ tổng kết lại những năm điều mà ở bờ trên đưa xuống của thời kỳ Hạ Hạ Quân tận diệt này, để mà đưa tất cả những cái ác vào quá khứ, để mà cái thiện và cái thật sẽ nổi lên, Đức Phật Như Lạc sẽ xuất hiện, Đức Thầy xuất hiện. Thì cũng là cái dấu này, quý vị ở Bắc, ở Trung, ở Nam đừng có nghe clip nào của Kiệt, chỉ cần kiếm cái dấu này mà đeo đây sẽ thoát nạn á, nghe lời vậy đi, sẽ thoát được nhiều cái khổ đau, nhiều cái mà gọi là bất như ý. Bởi đang xảy ra như vậy mà còn những dân nữa thì không biết là quý vị thuộc về thuộc dạng nào. Chỉ có năm dạng